Thưa quý vị và các bạn, cũng như các đô thị khác, từ lâu thành phố Mỹ Tho nổi tiếng với các tuyến phố bán thức ăn đường phố, mô hình dạng trạng, tiện lợi, giá cả phải chăng, tiết kiệm được thời gian và rất hấp dẫn. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm, thực khách khi ăn thức ăn đường phố ở thành phố Mỹ Tho thực sự yên tâm chưa và thức ăn đường phố đang được nhà nước quản lý như thế nào để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, dọc theo các tuyến phố lớn như là tuyến đường Mậu Thân này, rất là dễ bắt gặp những cái cửa hàng bán thức ăn đường phố như thế này. Và cái cửa hàng nào cũng thu hút rất nhiều thực khách đến để thưởng thức. Thức ăn đường phố là thức ăn nhanh, được chế biến tiện lợi, rất hấp dẫn. Tuy nhiên thường chỉ được bán ở những cái quán ở vỉa hè hay là những cái xe đẩy lưu động. Cho nên là chất lượng như thế nào và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ra sao rất là khó kiểm soát. Chính vì vậy hiện nay ngành chức năng cũng rất là khó quản lý chất lượng của loại hình kinh doanh này. Vì là buôn bán tự do nên hầu hết các điểm bán thức ăn đường phố đều chưa quan tâm nhiều đến hạ tầng cơ sở. Chỉ cần vài ba cái bàn, cái ghế cũ kỹ, sơ sài để trên vỉa hè hoặc một cái xe đẩy nhỏ là có thể bán thức ăn đường phố. Người bán chế biến thức ăn bằng tay trần, không mang khẩu trang ngay bên cạnh người ăn, thậm chí thức ăn để lộ thiên, không hề che đậy, mặc cho bụi đường bám vào. Đáng ngại nhất là có một số điểm bán thức ăn đường phố nằm sát bên cống thoát nước, chứa đựng biết bao nhiêu là vi khuẩn mầm bệnh, mới nhìn vào đã thấy lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều chủ cơ sở chưa tuân thủ quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vì lợi nhuận mà coi thường sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Chính vì vậy, tâm lý của người sử dụng thức ăn đường phố là ăn thì ăn, chứ không biết chính xác về an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn mình đang ăn. Tất cả phó thác cho người bán với hy vọng người bán có lương tâm, không vì chạy theo lợi nhuận mà bán rẻ sức khỏe thực khách. Thì xin cho biết là các em thích thức ăn đường phố ở điểm nào? Nó tiện là cho mình đi chơi mà mình mua mình ăn là vậy. Tuy nhiên khi ăn các loại thức ăn bán mà trên các cái loại xe lưu động á, hoặc là vỉa hè thì gọi là thức ăn đường phố, thì em còn quan tâm đến vấn đề gì? An toàn thực phẩm và người bán có vệ sinh hay không? Chỉ mong rằng người bán có tâm hả chị? Thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh chưa đẹp cũng như là chưa thực sự yên tâm về thức ăn đường phố. Tuy nhiên thì hiện trên địa bàn thành phố Mỹ Tho thì cũng có những điểm hay là những khu vực bán thức ăn đường phố mà ở đó những người bán thức ăn đường phố cũng rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Mời quý vị hãy nhìn xem, rất nhiều món ăn hấp dẫn nhưng mà lại được để trong lồng kính như thế này. Thì cho rằng người bán thức ăn đường phố ở khu vực Vườn Hoa Lạc Hồng này rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này cho thấy là đã đến lúc người bán thức ăn đường phố phải biết phát huy ưu thế của thức ăn đường phố là vừa tiện lợi, vừa rẻ tiền, vừa hấp dẫn, nhưng mà vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm phải đặt lên hàng đầu. Vì là khu vực có nhiều khách du lịch nên công viên Vườn Hoa Lạc Hồng thu hút khá nhiều xe lưu động bán thức ăn đường phố với vô số món ăn ngon, tiện lợi, hấp dẫn. Tất cả đều chế biến tại chỗ để phục vụ nhanh cho thực khách, nên nếu người bán lơ là hoặc tắc trách một chút về vệ sinh an toàn thực phẩm thôi là cũng đủ gây ra hậu quả về sức khỏe cho người dùng. Chính vì vậy, để buôn bán lâu dài, thời gian gần đây chị Lê Thị Kiều Mộng Trang tự trang bị cho mình những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố, thay đổi hẳn quan niệm về thức ăn đường phố kém vệ sinh trước đây sang chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các mặt hàng của mình. Chị bán thức ăn đường phố này bao nhiêu năm rồi chị? Chị bán cũng cỡ mười mấy năm rồi em. Chị lúc trước á, với lúc này á, thì chị thấy cái suy nghĩ của chị về cái vấn đề mà vệ sinh á, so với lúc trước có thay đổi nhiều không? Thay đổi nhiều lắm, tại bây giờ mình sợ đồ thức ăn của mình sợ người ta đi tới người ta thấy không có ngon là mình bán chậm. Mình phải đổi lên rồi mình bán cho cái hàng mình cho nó rút nhanh. Những cái thực phẩm đó chị mua, chị quan tâm đến vấn đề gì? Thực phẩm chị mua là có tem đàng hoàng, vô hãng lớn chị mua đàng hoàng, chứ chị cũng mua bằng tiền, chị phải bán lại cho khách ăn cho ngon. Đặng chị bán được hàng chứ chị không có lấy đồ tầm bậy tầm bạ được. Khách của chị là học sinh không? Học sinh, rồi khách du lịch, khách vãng lai. Mình mới bán đồ ngon là mình giữ mối. Chứ nếu bán không ngon thì đâu mà bán? Bán không ngon là mình sẽ bán ế, mình phải mất mối, mình phải lấy đồ ngon, chất lượng ngon chút. Mình bán phải ngon chút mới bán đắt đồ.
Không riêng gì chị Kiều Trang mà hầu như người bán thức ăn đường phố ở khu vực Dường Qua Lạc Hồng này đều có sự thay đổi rõ rệt trong quan niệm về vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố theo hướng tích cực thông qua những việc làm thiết thực với mong muốn nâng cao giá trị cho thức ăn đường phố. Anh bán thức ăn đường phố này lâu chưa anh? Lâu rồi. Cũng lâu lắm rồi. Thưa anh, cũng lâu như vậy thì bây giờ so với ngày xưa đó, cái vấn đề mà an toàn vệ sinh thực phẩm đó, anh suy nghĩ như thế nào? Có khác ngày xưa không anh? Khác ngày xưa, giờ, hồi bây giờ mà làm không sạch sẽ đâu có ai ăn, thì bán buôn tới đứa nít giờ nó cũng biết, nó lại nó ăn, còn không ngon người ta đâu có ăn, ăn gũi đau bụng tới 5.000 bản cây người ta đi bệnh viện tội nghiệp người ta, mình nó hết bán luôn á. Anh ơi, dạ, như anh nói thì em cũng rất là vui khi mà anh quan tâm đến sức khỏe của người sử dụng. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà chế biến cũng như là nguyên liệu đó anh đang làm như thế nào? Thì mình cũng làm sạch sẽ cho lấy cá, lấy đồ có hãng, có đồ tên hiệu tiệm, đồ đàng hoàng, không bỏ hàng the, không này kia kia nọ. Chứ có hàng the đồ thì ta cấm à. Giờ nó thay thế bằng bột mì đồ, nó có độ dai nhưng mà không có dai bằng hàng the. Thành ra đâu có dám lấy mấy cái hãng nhỏ nhỏ, mấy người bán lẻ, lấy chỗ nào có tên có tuổi á. Rồi giờ buôn bán người ta cũng như mình ăn vậy, làm sạch sẽ này kia kia nọ. Chứ mình đừng nghĩ là đồ tan rồi bán rồi buông tay, kiểu đó là mình không còn bán được nữa. Khi người bán thức ăn đường phố có sự thay đổi tích cực về an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh, buôn bán, thì thực khách thưởng thức các món ăn trứ danh này cũng yên tâm và yêu thích thức ăn đường phố hơn. Không chỉ học sinh, sinh viên hay người trẻ tuổi mà hầu như lứa tuổi nào cũng yêu thích thức ăn đường phố như bà Lê Thị Lan, ngụ phường 1, thành phố Mỹ Tho này. Thưa bà, những cái món thức ăn đường phố ở Dường Qua Lạc Hồng này thật sự là rất ngon. Dạ. Nhưng mà khi mà ăn bà có yên tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm hay chưa ạ? Dạ, cái an toàn thực phẩm đó thì nói chung là ở Dường Qua mà từ hồi mà giờ vô đây tới giờ thì thấy rất là an toàn. Dạ. Dạ, mình ăn thì mình thấy mình đảm bảo hơn. Dạ, mình thấy cái chỗ bán cũng sạch sẽ, nó an toàn hơn mấy ngoài. Dạ. Mấy ngoài thì nói chung là nó cũng có cái... bẩn là cái xe cộ kia nó chạy á. Dạ. Còn thức ăn đây bán bỏ trong nguyên liệu đồ sao chứ? Dạ, nguyên liệu thì nói chung á thì ví dụ như mà hột vịt đồ này kia người ta bán á thì người ta cũng luộc cho thật chín, mà hột thì hột mới không chứ không có khi nào người ta làm hột cũ á. Dạ. Cho nên là thời gian gần đây thì thức ăn đường phố có cải thiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Dạ đúng dạ. Rồi, nó cải thiện hơn nhiều. Dạ. Nói chung là cải thiện hơn rất là tốt. Dạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Thưa ông, chương trình Chuyện làng chuyện phố của truyền hình Tiền Giang vừa ghé thăm một số điểm bán thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Mỹ Tho thì ghi nhận có hai hình ảnh, một là yên tâm và hai cũng có là vấn đề chưa yên tâm lắm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy thì về phía ngành chuyên môn đó, ý kiến của ông như thế nào về thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Mỹ Tho? Thì cái kinh thức ăn đường phố thì nó cũng có những cái lợi ích riêng của nó, ví dụ như là cái tính thuận tiện cho cái người sử dụng, thứ hai là cái giá cả của thức ăn đường phố thì nó cũng hợp lý đối với những người tiêu dùng. Rồi cái thức ăn đường phố thì đỡ tốn kém cái thời gian cho những người mà sử dụng. Tuy nhiên cái thức ăn đường phố thì nó cũng có những cái nếu mà chúng ta sử dụng không an toàn hoặc là cái người mà kinh doanh không đảm bảo an toàn thì nó cũng gây ra những cái nguy cơ, ví dụ như là cái ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên cái thức ăn đường phố thì nó cũng có tiềm ẩn những nguy cơ. Ví dụ chúng ta cái người kinh doanh không thức ăn đường phố mà thực hiện không đúng quy định an toàn thực phẩm, hoặc là mình người sử dụng, người tiêu dùng chúng ta lựa chọn thực phẩm thức ăn đường phố không đúng thì gây ra nguy cơ có thể là gây cái ngộ độc thực phẩm cấp tính hoặc là mãn tính. Ngoài ra thì cái thực phẩm mà cái đường phố mà không an toàn nó cũng gây ra cái tình trạng là gây cái ô nhiễm môi trường, hoặc là cũng ảnh hưởng tới cái phần nào tới cái phần mà phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái quan hệ du lịch hay là giao lưu quốc tế. Thì đó là cái nói về cái thức ăn đường phố mà mối quan tâm của người dân thành phố Mỹ Tho nói chung, nói riêng như là người dân của tỉnh nói chung. Rõ ràng là ẩm thực thành phố mà không thể nào thiếu được thức ăn đường phố, bởi vì đây là cũng một cái nét riêng của các cái đô thị lớn. Tuy nhiên thưa ông, muốn thức ăn đường phố mà có thể phục vụ tốt cho người thưởng thức thì ngành chuyên môn đang quản lý như thế nào ạ?
Về vấn đề quản lý thức ăn đường phố thì hiện nay trên cả nước thực hiện theo các quy định tại các văn bản pháp quy, ví dụ là luật an toàn thực phẩm năm 2010, nghị định số 38 năm 2012 của chính phủ, như các luật, các thông tư của Bộ Y tế, như là thông tư số 30 năm 2012 quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh dịch vụ uống và thức ăn đường phố, và thông tư 47 năm 2014 là quy định về phân cấp quản lý dịch vụ uống, thì trong đó có thức ăn đường phố. Thì như vậy thì theo quản lý nhà nước thì ở trạm y tế xã phường thị trấn là sẽ lập danh sách thống kê cũng như là cập nhật tất cả những người mà kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn quản lý, và sau đó sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn để thực hiện các hoạt động, nhất là để phối hợp, ủy ban sẽ chỉ đạo phối hợp liên ngành, tức là các ngành có liên quan trong công tác mà kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố. Và bên cạnh đó thì các hoạt động nữa là sẽ có tổ chức hướng dẫn cho người kinh doanh thức ăn đường phố là được tập huấn và cấp giấy xác nhận tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm, cũng như là tổ chức về việc khám sức khỏe cho người kinh doanh thức ăn đường phố. Thức ăn đường phố thì luôn luôn hấp dẫn, nếu mà bảo đảm được an toàn vệ sinh thực phẩm thì quả thật là rất tuyệt vời. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Để thức ăn đường phố vừa ngon vừa an toàn, thời gian tới, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang sẽ thường xuyên triển khai kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm của các xã, phường, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố trên địa bàn. Riêng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các ban ngành đoàn thể, đơn vị trực thuộc liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai quyết liệt công tác như đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đến các nhóm đối tượng, trọng tâm là chủ cơ sở và người chế biến, nhằm phục vụ người dân và khách du lịch tốt hơn, đồng thời tạo việc làm ổn định cho người bán thức ăn đường phố. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, ai trong chúng ta cũng đã từng thưởng thức thức ăn đường phố. Chúng tôi thiết nghĩ, để thức ăn đường phố an toàn, trước hết, người bán phải có lương tâm, trách nhiệm với món ăn của mình. Ngành chuyên môn thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm bán vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Và điều quan trọng nhất là người tiêu dùng cũng phải là giám sát viên, tích cực lên án những điểm bán thức ăn đường phố không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chuyện làng chuyện phố của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 02733 880 165. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.